Sau một thời gian dài tìm hiểu, cộng thêm những thông tin mà Tuấn và Ngô cung cấp, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh xác định, ở quận Bình Thạnh có một người đàn ông chuyên đi giao ma túy thuốc cai nghiện methadone cho người nghiện. Đáng nói, methadone là loại thuốc người dùng phải uống tại trung tâm cai nghiện chứ không được đem về. Sáng 24 tháng 6, chúng tôi gặp Tuấn và người yêu. Hai người trông dáng vẻ tiêu tụy, liên tục ngáp, cho hay là đêm qua cả hai ngủ gầm cầu vì hết tiền, bị chủ nhà trọ đuổi. Hai người cho biết là muốn cai nghiện, nhưng cả hai không có địa chỉ tạm trú, sống lang thang và muốn mua methadone để tự cai nghiện. Theo Tuấn, trong thời gian giãn cách vì dịch Covid-19, Tuấn xin qua bạn bè số điện thoại của người đàn ông tên Long, được cho là ở khu vực quận Gò Vấp và Bình Thạnh có bán gạo và cả methadone, nên liên lạc mua loại này để tự cai nghiện. Sau khi liên hệ, người đàn ông hẹn Tuấn chờ ở khu vực đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, một người đàn ông đi xe SH biển số thành phố Hồ Chí Minh đến gặp và Tuấn đưa ra tờ 500.000 đồng. Sau khi thỏa thuận, chừng 40 phút sau, người đàn ông này xuất hiện ra hiệu cho Tuấn chạy xe theo mình và chỉ vào hướng con hẻm gần cầu Bình Lợi. Khi gặp Tuấn, người đàn ông này chửi vì Tuấn hành động quá lộ và không giao hàng mà chạy xe đi. Tuấn cũng tấp lên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, đoạn chân cầu Bình Lợi để chờ. Sau khoảng 45 phút, người này mới đến gặp Tuấn giao nhận hàng trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh. Tuấn đi tay không nên liền chạy đến quán nước ven đường, mua chai nước suối, vừa uống vừa đổ, rồi đưa cho người đàn ông. Sau đó, ông này vừa chửi thề, vừa xớt nước từ một chai nhỏ sang chai nước suối, rồi đưa cho Tuấn. Sau khi mang về sử dụng hết số nước vừa mua, hôm 2 tháng 7, Tuấn tiếp tục gọi điện cho người đàn ông tên Long để mua thêm 500.000 đồng. Tuấn và người yêu chờ đợi ở chỗ cũ trên đường Phạm Văn Đồng, nhưng người đàn ông không tới, mà người tới nhận tiền là thanh niên mặc áo Grab Bike. Cả hai đợi cả giờ đồng hồ trên đường, sau đó phải chạy xe lòng vòng liên tục ở khu vực đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, theo chỉ dẫn. Cuối cùng, sau một hồi lòng vòng, Tuấn chạy vào một con hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, nhặt một chiếc lọ nhỏ chứa methadone dưới bánh sau của ô tô đang đậu. Tuấn đưa chiếc lọ có vỏ là gia vị, nhưng bên trong là nước màu hồng, có mùi thơm như kẹo cao su. Sau khi xác minh được thông tin, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp các tư liệu cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Bình Thạnh để mật phục bắt giữ. Công an xác định người đàn ông này tên Trần Quang Khải và rất có kinh nghiệm đối phó với công an. Khi có người mua hàng, Khải sẽ yêu cầu khách chạy lòng vòng và không vội giao hàng ngay, mà yêu cầu chạy lòng vòng để quan sát động tĩnh trước khi giao dịch. Lúc 9 giờ ngày 3 tháng 11, Khải chạy xe máy SH trên đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Gò Vấp thì bị trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Bình Thạnh ập đến kiểm tra. Qua đó, công an phát hiện Khải có cất giấu một túi ni lông chứa heroin trong túi nên đưa về trụ sở làm rõ. Công an quận Bình Thạnh cũng ập vào khách sạn trên đường Phan Văn Trị là nơi Khải ở, phát hiện một túi ma túy đá cùng dụng cụ sử dụng. T, tên đã được đọc tắt, khai là bạn gái của Khải, có chơi chung ma túy với nhau. Theo lời khai, Khải có mối quan hệ với các đối tượng mua bán ma túy ở khu vực phố Tây Bùi Viện, quận 1. Do nghiện ma túy lâu năm và nhiễm các bệnh thế kỷ nên sống bất cần đời, chơi ma túy và thuê nhà nghỉ sống cùng bạn gái trẻ tuổi. Khải có các mối quan hệ với bạn nghiện, bán hàng chất lượng nên có nhiều mối. Người này cũng thừa nhận việc có bán methadone nhưng hiện đã hết bán do khan hàng. Trong khi đó, tiếp nhận thông tin từ báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Bình Tân, Công an quận Gò Vấp cho biết đã nắm bắt thông tin đối tượng tại các địa điểm mà báo cung cấp và đã triệt xóa,